đi cái đâm tay mà thôi không rửa nữa nên là không lấy đâm tay. Chất lượng anh thấy sao anh? Từ từ để coi, để coi cho nó ngấm ra. Dạ. Cho nó ngấm có tí để xong mình về. Dạ. Sao mấy cái loại dung dịch này thì mình để cho nó ngấm. Chưa ăn khô không anh? Nhưng mà tự máy mà sợ mùi hôi thì thua rồi. Dạ. Sao lấy cho bác cái dạng của rong đây? Máy này mà test cái máy này mà sạch được thì quá chất lượng. Dạ. Cái máy này là máy đồ chơi cực kỳ dơ. Cực kỳ dơ luôn, em còn thấy nó cả vào cái nước nữa nè. Dạ. Ôi trắng bóc rồi. Máy này dơ lắm. Máy này là quá dơ. Quá dơ luôn. Rửa xăng thì thôi, tốn hơi nhiều xăng. Dạ. Và nó cũng phải cạo với hết đường cái này. Nó không sạch được. Đây anh làm thì nói chung là rửa xăng thì anh sử dụng cái cỏ nữa, cái cỏ nó bằng cái quan đó. Dạ. Cái này mà rửa xăng là tốn mấy lít à? Máy này đấy khoảng nếu mà biết cách rửa và tiết kiệm thì nó phải tầm 5 lít rồi. 5 lít xăng nữa. Anh cứ cho cái dung dịch vào. Anh cứ cho nó vào đi anh. Chè sẽ nó bắn vào người, mình chưa biết cái hiệu của phản ứng của nó thế nào. Dạ. Cái cứng ra lại kia. Chè sẽ nó bắn. Đây là bị ngâm nãy giờ nè, không? Dạ. Ở chỗ này là mình bôi vào từ nãy giờ nè. Dạ đúng rồi, nó có cả đất nữa. Nó ra rồi kìa. Xăng là chắc nó khó ra hơn cái này. Đúng rồi, xăng chủ yếu nó rửa sạch đất nó vẫn còn gì. Dạ. Cái trắng này kìa.
cái bồn nữa. Là máy bẩn bình thường thì chắc chỉ một ít là sạch. Cái này coi. Đó giờ anh làm hôm nay cũng gặp cái máy này là bẩn dơ nhất rồi. Dạ. Nếu mà máy này ví dụ như là bình thường, nếu mà không có chất tẩy như này á thì mình dùng cái chén trước mình chà trước, được không? Dạ. Chà trước xong mình mới rửa. Nếu mà để như này mà rửa thì mẹ, nếu mà rửa xăng thì không thể ra được. Rửa xăng bình thường là không bao giờ ra được. Không bao giờ ra. Anh thấy cái này nó ra nãy giờ cũng nhanh đó chứ anh. Có nói chung là có hiệu quả đó. Dạ. Nhưng mà so với một cái máy cỡ này mà rửa như này thì có hiệu quả. Dạ. Để xem. Anh cứ rửa đi anh. Dạ. Cái này là không cạo. Dạ. Chưa có cạo để rửa. Chưa cạo luôn. Đây là trắng bóc này. Cạo là trắng. Thép là một cái kiểu này mới biết được. Dạ. Ôi, ổn không? Nhưng mà cái máy sạch cho thép thì nó đơn giản lắm. Những cái máy sạch thì cần phủi qua là nó sạch rồi anh. Máy như thế này test nó mới ra được công dụng của nó chứ. Thằng nào mạnh, thằng nào yếu là biết ngay. Cho bác một số nước này lên đây. Có số nước nữa. Đâu, nấu củ này nó đen này mà ra. Này rửa xăng không biết bao nhiêu cho đủ quá nè. Không rửa, cái tàu xăng ra được. Dạ. Nếu mà không mình đây, cái đây là mình test hóa chất thôi chứ nếu mà đúng này á. Mình rửa cái này là mình cạo sơ. Dạ. Cạo cho nó sạch cái lớp đất trước. Dạ. Ở đâu là mình sẽ lời rửa thì nó có vẻ hiệu quả tốt hơn. Dạ. Và cái này nếu mà đúng đây mình làm mấy quả chất này là phải dùng cái máy xịt áp lực á. Xịt trước. Ông cái máy rửa xe bình thường có được xịt chứ, bay hết cái đi. Cái mình cho cái này vào một lúc là nó ra này. Nói chung là được á. Cái này thì hiệu quả ok. Ok đúng không anh? Hiệu quả tốt. Dạ. Chưa biết là còn cái vấn đề kích ứng xe rồi cái chỉ số kích ứng xe nó rồi giá thành nó như thế nào. Dạ. Tại vì khi nếu mà rửa cái này á thì mình phải chấp nhận là nó phải rẻ hơn, là hiệu quả hơn là cái xăng và dầu hôi. Dạ. Rất nhiều thì mình cứ rửa. Dạ. Còn mình hóa chất nó sẽ hại hơn xăng này.